Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Đến với video lần này, chúng tôi sẽ test chiếc máy Z-T-Full 3WF S3 với chức năng là phun nước. Với chức năng phun nước thì các bạn sẽ cho nước và thuốc vào bình chứa, châm xăng pha nhớt tỷ lệ 1:25 vào bình xăng. Sau đó thì các bạn lên cần ga ở nấc thứ nhất, giật nổ để máy chạy khoảng 15 giây, sau đó các bạn mở van khóa nước và tăng cần ga lên để cho máy phun nước ra. Bây giờ chúng ta cùng cho nước vào và test chiếc máy này. Sau khi chúng ta cho nước vào bình chứa thì ta sẽ tiến hành giật nổ máy bằng cách đưa cần ga lên vị trí thứ nhất. Sau đó mở e gió và giật nổ. Bây giờ chúng ta sẽ đeo lên vai. Nhắc lên đưa lên vai nha. Rồi được rồi. Sau đó thì ta sẽ mở van nước. Tăng ga cho máy chạy. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chức năng phun nước của máy Z-T-Full 3WF S3. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tàu Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.